Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Goal Việt Nam. Một trong những trận đấu đáng chú ý của vòng 1/8 Euro 2020 sẽ diễn ra trên sân Parken ở thủ đô Copenhagen, Đan Mạch khi đội tuyển Tây Ban Nha đối đầu với Á quân World Cup Croatia. Sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm qua về nhận định của cuộc so tài đầy hấp dẫn này. Croatia khởi đầu Euro 2020 không mấy suôn sẻ khi nhận thất bại trước Anh và bị Cộng hòa Séc cầm hòa với tỷ số 1 đều. Họ bước vào trận đấu cuối cùng với Scotland với nhiều áp lực nhưng đã có chiến thắng đậm 3-1 để vươn lên vị trí thứ nhì bảng D. Tuy nhiên, dù đoàn quân Bojan Zlatko-Dalic đã có một trận đấu hay trước Scotland nhưng khó có thể coi họ là một ứng cử viên cho chức vô địch bởi trong lịch sử, Croatia chưa từng một lần vượt qua vòng tứ kết. Ở kỳ Euro này, trung bình mỗi trận Croatia tung ra 0,9 cú sút, trong khi đó, con số đó của Tây Ban Nha là 1,8. Hai ngôi sao của họ là Luka Modric và Nikola Vlasic có lẽ sẽ phải vất vả hơn rất nhiều để đưa đội nhà giành một suất vào tứ kết. Tây Ban Nha khởi đầu Euro 2020 khá thất vọng với hai trận hòa trước Thụy Điển và Ba Lan. Nhưng lúc này, sự tự tin đã trở lại sau chiến thắng 5-0 trước Slovakia để giành vé vào vòng 16 đội. Đội hình La Roja là sự kết hợp của sức trẻ và kinh nghiệm khi Pedri và Sergio Busquets đóng vai trò quan trọng giúp Tây Ban Nha tiến bộ qua từng trận đấu. Tây Ban Nha hiện bất bại trong 11 trận gần nhất, trong đó chỉ để thủng lưới một bàn trong 5 trận gần đây. Dù đã cởi bỏ được áp lực nhưng hàng công vẫn đang là bài toán của Luis Enrique khi Alvaro Morata bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Tuy nhiên, Pablo Sarabia lúc này có thể là niềm hy vọng của Tây Ban Nha. Về tình hình lực lượng, phía Croatia, Bojan Marušić bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi đó, Ivan Perisic đã dương tính với Covid-19. Còn lại, đội tuyển Tây Ban Nha sẽ có đầy đủ lực lượng trong trận đấu này. Xét về lịch sử đối đầu, thành tích của hai đội khá cân bằng khi Tây Ban Nha giành chiến thắng 4 lần, hòa 1 lần. Trong khi đó, Croatia có 3 thắng lợi trước Tây Ban Nha. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là vào cuối năm 2018 khi Croatia thắng với tỷ số 3-2. Nhưng trước đó 2 tháng, Tây Ban Nha từng hủy diệt Croatia với tỷ số 6-0. Đội tuyển Croatia ra sân với sơ đồ 4-3-3 gồm thủ môn Dominik Likakovic, bộ tứ hậu vệ có Sime Vrasko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Josko Grandion, các tiền vệ Luka Modric, Maxim Brozovic, Mateo Kovacic và hàng tiền đạo gồm 3 cầu thủ Nikola Vlasic, Bruno Petkovic và Ante Rebic. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3 gồm thủ thành Onan Simon, các hậu vệ Cesar Azpilicueta, Emric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba. Trên hàng tiền vệ là ba cái tên Pedri, Sergio Busquets, Koke. Bộ ba tiền đạo sẽ là các cầu thủ Pablo Sarabia, Alvaro Morata và Gerard Moreno. Tương quan lực lượng và đẳng cấp đều khá đồng đều, nhưng nhiều khả năng Tây Ban Nha sẽ giành chiến thắng sát nút trước Croatia. Trận đấu giữa Croatia và Tây Ban Nha được tường thuật trực tiếp vào lúc 23 giờ ngày 28 tháng 6 trên kênh VTV6. Đó là tất cả những gì có trong video hôm nay. Nếu bạn cảm thấy hay, hãy nhấn like và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của Goal Việt Nam nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.